Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 81, ngày 7, Ngày Chúa Phân Xử, Kinh Thánh Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 6 đến câu 10, câu ghi nhớ Khải Huyền 22 câu 12. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 6 đến câu 10. Tiếp theo phần Kinh Thánh hôm qua, Tê-sa-lô-ni-ca nhì, Kinh Thánh Tân Ước trang 216 câu 6 đến câu 10. Vả theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Giêsu Christ từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, cách xa mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12. Khải Huyền 22 là đoạn Kinh Thánh cuối cùng ở trong Kinh Thánh Tân Ước trang 277. Khải Huyền 22 câu 12. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Trở lại với quyển sách trong phần tìm hiểu. Em tìm và tô màu từ công bình. Công bình. Rồi, bây giờ chúng ta xem cái ô chữ này có 3 hàng ngang và 10 hàng dọc. Và bây giờ chúng ta tìm ra cái chữ công bình nhé. Bây giờ chúng ta xem cái hàng đầu tiên có cái chữ công. À, công đây. Rồi có cái chữ bình đây. À, là một cái chữ công bình. Rồi, hàng thứ hai nó có chữ công bình rõ ràng luôn đây. Rồi, hàng thứ ba có không các em? Hàng thứ ba có cái chữ bình ở đây. Bây giờ mình tìm chữ công nhé. Có thể mình lấy cái chữ công này xuống đây, chữ bình. À, công bình. Rồi, cái hàng thứ tư nó có cái chữ bình ở đây nè. Bình ở đây. Bây giờ mình tìm cái chữ công nhé. Cái chữ công ở đây này. Công bình. Rồi, mình thấy còn cái chữ nào nữa không các em?
Các em tìm ra thêm cái chữ nào, chữ công bình nào nữa không? Chắc là hết rồi. Bây giờ có một chữ nè, hai chữ nè, ba chữ nè, bốn chữ nè. Rồi còn cái chữ nào nữa không các em? Nếu các em tìm ra thêm được cái chữ nào nữa thì mình chụp hình mình bình luận ở trong phần bình luận nhé, để cho mục sư với mấy bạn có thể biết tô màu thêm nha. Rồi tiếp theo, ngày Chúa phân xử thì người tin Chúa sẽ được gì các em? Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết nè. Và theo sự công bình Đức Chúa Trời thì ắt Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi. Trong câu 9, họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Như vậy là những người tin Chúa thì sẽ được gì đây? Tức là Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được người khen trong mọi kẻ tin, vì anh em tin lời chúng tôi là chứng trước mặt anh em. Như vậy chúng ta thấy rằng những người tin Chúa đó thì được sự sống đời đời. Đời đời nơi thiên đàng. Rồi được gì nữa? Nghỉ ngơi, hưởng phước. Hưởng phước. Rồi người không tin Chúa sẽ bị gì? Bị hình phạt đời đời. Nơi hỏa ngục, bị lửa đốt đời đời các em. Rồi bị chịu khổ. Rồi nhận biết Chúa của chúng ta là đấng công bình, ai có tội thì Ngài sửa phạt, ai vâng lời Chúa thì sẽ được thưởng. Chúa là đấng công bình, ai có tội thì bị phạt. Người không tin Chúa sẽ bị hình phạt và bị hư mất đời đời. Thực hành em yêu Chúa. Em yêu Chúa. Tin cậy nơi Chúa mỗi ngày để em được Chúa ban phước và khen thưởng. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giê-xu để một ngón tay là number one. Chúa khen thưởng. Chúa khen thưởng chúng ta khi chúng ta tin cậy Chúa và yêu mến Chúa. Rồi tiếp theo ở trong phần cầu nguyện, em tạ ơn Chúa vì Ngài là đấng công bình, Ngài sẽ phân xử công bình cho chúng ta. Xin Chúa cho em trung tín với Ngài. Rồi chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Thưa Chúa, con tạ ơn Chúa là đấng công bình. Ngài sẽ phân xử công bình. Phân xử công bình có nghĩa là Chúa phân xử một cách rất là chính xác, công bằng, không có thiên vị
không có bị mua chuộc, và Chúa sẽ thưởng cho những ai yêu mến Chúa, vâng lời Chúa, và Chúa sẽ phạt những người không tin Chúa, những người gian ác. Chúa phân xử công bình cho mọi người. Xin Chúa giúp con trung tín yêu mến Chúa, tin cậy Chúa, vâng lời Chúa. Để con được Chúa ban phước và khen thưởng. Rồi chúng ta cùng nhau hiệp ý cầu nguyện nhé. Thưa Chúa, con tạ ơn Chúa là đấng công bình, Ngài sẽ phân xử công bình cho mọi người. Xin Chúa giúp con trung tín, yêu mến Chúa, tin cậy Chúa, vâng lời Chúa, để con được Chúa ban phước và khen thưởng. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi, để chúng ta luôn trung tín với Chúa, yêu mến, vâng lời Chúa, để chúng ta được Chúa ban phước và khen thưởng. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.